Sumoviet.vn bán ít quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Wow, hấp dẫn, bài đàn đi mít không phết, thậm chí là chip, ok. Đó chính là sức mạnh mới của Pena, rất nhiều sát thương phép trong phiên bản cập nhật vào đầu tháng 10, 2020, tức là chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi nha anh em ơi. Tổng quan mà nói, Mô Việt thấy Pena có rất nhiều sát thương phép này, có khả năng hồi phục máu từ nội tạng, chiêu 1 và chiêu cuối. Nghe mà hấp dẫn anh em ơi, nhưng thực sự không hấp dẫn như những gì chúng ta mới thấy đâu. Tất nhiên là hôm nay Mô Việt sẽ phân tích sức mạnh mới của Pena trong phiên bản mới rồi. Có phế vật hay là con tướng trùm trợ thủ trong phiên bản tiếp theo nha. Một trận đấu thì có thể nói là mấy bạn Thái Lan dạo này cũng thích AFK ghê. Mỗi lần vô bản test chơi là thấy các bạn AFK rồi, buồn dã man. Nhưng mà anh em có thể thấy được cái màn song kiếm hợp bích giữa nhân hưu Mobavit và nhân khủng Thái Lan. Trời ơi, các bạn này nếu mà áp cái máy đánh thì double không trượt phát nào đâu nha, cực kỳ hay đấy. Ok, cái điều đầu tiên từ nội tại của Pena đó chính là không còn cái khả năng phản đòn, không khả năng phản sát thương phép, thì đánh vào mông Pena không còn đau, cứ tự nhiên mà đánh nha anh em ơi, test nhiệt tình vô hồ. Nhưng bù lại cơ chế mới của cái nội tạng, bản thân Pena được tăng 25% tốc chạy và hồi 4% máu đã mất mỗi 0,5 giây, nó kéo dài đến 2,5 giây nha các bạn ơi. Ngoài ra khiến tướng địch giảm 25% tốc chạy trong 1 giây, hồi chiêu cũng 10 giây. Cái này thì khiến Pena lợi hại trong những cái khả năng là chạy theo đồng đội, bút máu cho đồng đội, bu đồng đội, bút máu tốt hơn, dí tới địch tốt hơn nha. Còn cái chiêu 1 này, chiêu 1 của Pena hồi chiêu chỉ có 10 giây thôi, nhưng cơ chế tính hồi chiêu là hết bút mới bắt đầu hồi chiêu. Cứ mỗi 0,5 giây, bản thân và một đồng đội duy nhất, anh em chú ý nha, một đồng đội duy nhất có máu thấp nhất được hồi máu. Và hồi máu là chỉ số, nó là chỉ số thôi nha, không phụ thuộc vào phần trăm trong 2,5 giây. Đồng thời là mục tiêu thấp máu nhất của tướng địch sẽ bị chịu sát thương phép và làm chậm từ 6 đến 11%, nhưng mà nó có thể cộng dồn làm chậm anh em ơi. Nói chung là cái chiêu 1 mình thấy cũng khá là hay, nhưng mà buồn một cái là chúng ta chỉ hồi phục được một đồng đội thôi. Như vậy chúng ta phải chạy theo AD và bảo kê được mỗi mình AD. Cái này chiêu 1 nó hơi buồn so với phiên bản hiện tại phải không anh em ơi. Nhưng mà chiêu 2 thì nó lại hồi chiêu ít hơn, cộng với cái thời gian khự nó giảm đi này. Và chiêu 2 cũng có nhiều sát thương phép cộng thêm phụ thuộc vào công phép. Đó, nghĩa là anh em có thể chơi Pena full phép được rồi. Rất nhiều đồ công phép sẽ phải lên trong phiên bản tiếp theo này. Ví dụ như sách chiêu hồn, cái mặt nạ Benedict chẳng hạn, hay là cái trụ băng là không thể thiếu đối với Pena rồi. Ok, còn cái chiêu cuối thì hơi thậm tệ một chút xíu này. Ôi, thế này sao chơi, hết máu rồi mà chém dã man, còn chí mạng sát thương phép nữa chứ. Cái buồn của Pena chính là anh em ơi, không còn khả năng gây sát thương phép của chiêu cuối này, không còn khả năng làm choáng tướng địch, làm chậm tướng địch bởi chiêu cuối này. Như vậy khả năng bảo kê sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Và tất nhiên đối với anh em thích bảo kê thì đây là cái điều rất rất khó chịu, bởi vì các bạn sẽ bớt cái độ khó chịu với tướng địch và mình sẽ khó chịu hơn. Ok, nhưng mà thêm với cái cơ chế đó là tạo lá chắn cho toàn thể đồng đội xung quanh, rất nhiều lá chắn phụ thuộc vào công phép cũng rất nhiều nha anh em ơi. Các bạn nên công phép, các bạn sẽ bảo kê tốt hơn, gây sát thương phép nhiều hơn và hồi máu nhiều hơn vào cái chiêu cuối. Nó có thể hồi máu tối đa là 6% máu mỗi giây,
và trong vòng 5 giây. Như vậy anh em có thể hồi máu 30% máu cho đồng minh bằng cái chiều cuối, và cái hiệu ứng hồi máu sẽ tăng lên 50% nếu mà đồng minh thấp hơn 40% máu nha anh em ơi. Nói chung là khả năng hồi máu của Pyra cũng khá là tốt cho một mục tiêu, nhưng mà khả năng bảo kê trên nhiều đồng đội bằng cái chiêu 1 sẽ giảm đi, và nó sẽ phụ thuộc vào chiêu cuối khá là nhiều chứ không phụ thuộc mỗi chiêu 1 nữa. Nhưng mà chiêu thức của Pyra sẽ nguy hiểm hơn đến những mục tiêu yếu máu đấy, có khả năng giúp đồng đội dồn đan tốt hơn. Ok, nói đi thì nói lại thì cũng có cái này có cái kia, nói chung là cân bằng, nhưng mà Mô Việt cũng không thích cái nào đâu. Mình thích là chơi trợ thủ và mình bảo kê, chứ không phải là mình chơi trợ thủ mình gây nhiều sát thương phép làm cái gì. Rồi, và Pyra thường chúng ta lên rất nhiều được tanh bở, chỉ lên cái trực băng để khống chế thôi, và thậm chí là nhiều anh em không lên trực băng, lên full tanh luôn. Nhưng mà phiên bản mới anh em phải nghĩ lại nha, chúng ta phải lên nhiều đấu phép hơn. Ok này, trận đấu này là 616 và KDA thì cũng không tồi tệ cho một con tướng trợ thủ Dimbit. Farm thì phụ thuộc vào chiêu 1 quá nhiều, mà chiêu 1 thì gây sát thương phép cũng chỉ một mục tiêu thôi. Trước anh em thấy là chiêu cuối Pyra gây sát thương phép tất cả mục tiêu, làm chậm tất cả mục tiêu, làm choáng tất cả mục tiêu. Hồi máu chiêu 1 cũng tất cả mục tiêu, nó dễ chơi biết chừng nào thì phiên bản mới sẽ khó chơi hơn. Ôi anh Kỳ làm gì vậy? Ôi anh Kỳ làm gì vậy? Gó mình không trượt phát nào à? Lên luôn. Thôi gặp anh Blighter là mình xách dép mà chạy chứ không thể đánh được đâu nha. Hình như là bạn Thái Lan này comeback rồi. Comeback thật các anh em ơi. Hình như nãy là bị mạng có vấn đề. Kỷ bụi này này, biết ngay mà. Trời ơi, lại có mạng chưa một để cai hết mạng, sướng phết đấy. Bởi vì nó gây sát thương phép rất là nhiều và tấn công lên mục tiêu yếu móc nhất của tướng địch. Hack CC, hack. Trời ơi, làm gì mà hack. Chắc chắn trong cái bụi đấy rồi. chat ngu bị chửi ngu ngay. Nên chúng ta nhiều khi là trước khi chửi người ta hack ấy, là các bạn nghĩ nha. Rồi. Ok này. Wow, bạn này đắp mộ rồi hút cứ phải gọi là perfect ấy. Quá hay luôn. Tuyệt vời. Và mạng cho Pyra 8 mạng rồi anh em ơi. Đúng là ngu kêu người ta hack. Ngộ lô ghê. Trời ơi. Ở phía trên thì anh em có thể thấy là đệ nhất thánh giả team mình cần hết rồi. Có lẽ là endgame sớm thôi nhở. Đây mới gọi là hack này. Chất tướng hack luôn. GG cho lành. Tiếp theo là đầu hàng và video clip Mô Việt chơi Pyra đến đây là hết rồi. Xin chào anh em và hẹn bạn trong clip tiếp theo nha. Clip này mang tính chất là review sức mạnh mới của Pyra thôi, chứ chơi bằng bản test là không có cái gì đó là kỹ năng hay cái gì đâu anh em ơi. Bởi vì AFK rồi kỹ năng thấp rất là nhiều. Xin chào anh em và hẹn bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.